Thưa sư, cho con hỏi, khi tiếp xúc với một người có nhiều ngã mạn, mở ngoặc tự cao, đóng ngoặc cách nói chuyện của họ hay kích động người khác, khiến người khác dễ nổi sân. Trong trường hợp như vậy, mình nên làm thế nào để tâm sân không khởi lên? Con cảm ơn sư. Thưa quý vị, nó kỳ, nhưng mà coi chừng là mình nói người ta ngã mạn nhưng mà bản thân mình có ngã mạn hay không. Sư e là trong trường hợp này hai cái ngã mạn nó đụng vô nhau, ngã mạn người ta đụng cái ngã mạn của mình, hai cái đụng nhau nó sẹt lửa cho nên nó mới có chuyện. Chứ nếu như mà người ta ngã mạn, mình không có ngã mạn đụng vô mình, nó không có vấn đề hết trơn. Cho nên cái vấn đề là coi chừng cái ngã mạn của mình, tại vì cái ngã mạn người ta đụng cái ngã mạn của mình nó mới có vấn đề. Cho nên mình mới nói là nó xốc tôi, nó xỉa tôi đó, nó nói cạnh, nó khuấy, nó so nó hơn tôi, thì cái đó là cái đụng vô cái ngã mạn của mình chứ còn gì nữa. Chính bởi vì như vậy, giải quyết cái ngã mạn của mình nó quan trọng. Như sư nói, khi mà người ta làm cho mình sân, mình nhìn vô cái tâm sân của mình, nhìn vô cái tâm sân của mình, mình giải quyết cái tâm sân của mình, nó quan trọng hơn là mình giải quyết người ta. Mà cái này thì sư khuyên là quý vị nên đi thực hành những cái khóa thiền để quý vị biết cái kỹ năng. Như sư nói thì nó đơn giản, người ta làm cho mình sân, nhìn vào cái sân của mình, giải quyết cái sân của mình xong rồi hẳn nghĩ tới bên ngoài, giải quyết bên ngoài. Mà sư xin thưa là chỉ khi mình giải quyết xong cái tâm sân của mình là nó hết chuyện rồi, lúc đó mình không cần giải quyết người ta. Thực hành đi, tham dự những khóa thiền, thực hành đi, rồi quý vị sẽ hiểu cái mà sư muốn nói là như thế nào. Cái cách thứ hai đó là gì? Buông. Giống như là Hòa Thượng Bửu Chánh nói nó vui nhưng mà suy nghĩ nó cũng rất là hay, rất có lý. Tu cái pháp môn là mặc kệ nó, mặc kệ nó, cái mặc kệ. Họ muốn khoe thì mặc kệ, họ muốn hơn mình mặc kệ, còn không là kê cha no, mặc kệ cha đó. Họ thích cái gì thì kê cha, thì mình buông như vậy đó, rồi tự nhiên là mình khỏe. Chứ còn mình ôm chi ở trong bụng đó, người ta khích bác mình mà nó giống như là mình học cải đầu kim, nó không dính dáng gì mình hết thì đâu có sao đâu, không có xiên nhê gì hết trơn. Thành ra đây là cái lời khuyên của sư, mà muốn được như vậy mình phải thực hành. Nếu như cái chuyện mình thực hành ở nhà mà không được đó, thì mình nên kiếm một cái trường thiền hoặc kiếm một cái khóa thiền, rồi mình chui vô trong đó đó, mình thực hành, rồi sau đó, đó mình sẽ thấy cái hiệu quả nó như thế nào. Xin mời Đại Đức Tuệ Tường chia sẻ về cái trường hợp này. Dạ, kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, thì ở đây vị này hỏi là cái người khác, cái đối tượng bên ngoài á, cái đối tượng bên ngoài đó kích động khiến như vậy nổi sân. Nhưng mà đầu tiên thưa vị, mình phải đặt câu hỏi là như vậy thưa vị, là cái đối tượng nó như thế nào mà nó lại khiến mình có sự quan tâm lưu tâm như vậy. Mình phải có sự tư duy chân chánh như vậy. Tại vì ở đây cái vị này nói là làm sao để cho tâm không sinh khởi, thì sư sẽ nói cái giải pháp trước, rồi sư sẽ phân tích cái vấn đề nội tâm sau. Giải pháp trước là giải pháp đầu tiên, mình phải tự suy nghĩ là tại sao mình phải tư duy là tại sao là cái đối tượng này nó làm cho mình sân nhưng mà những đối tượng khác lại không sân. Có nghĩa là có phải nơi nội tâm mình có cái sự dính mắc hay là chấp thủ hay là lưu tâm đến cái đối tượng này không, đúng không? Ví dụ bây giờ mình đi, bị cứ nghĩ đi, mình đi ngoài đường đi, mà có một cái khùng cái điên rồi đó,
tự nhiên nó vô tình nó chửi mà mắng mình, nó bà lị mình nổi sân không? Bởi vì này nói là mà cái đối tượng này chỉ là một thôi, quý vị thấy không, tiếp xúc chỉ có một, chỉ một một người thôi, mà ngay cả quý vị nói cái vị này này sẽ nói là tiếp xúc với tần suất cao. Thì thực sự sự vậy, nếu mà cái tâm mình nghe, cái tâm mình tu tập, mình thấy mình thấy yếu á, mình thấy là nội tâm mình yếu á, thì mình cũng có thể là cái phương pháp mà gọi là chánh né nữa. Có những phiền não mà cần phải chánh né nữa. Mình tư duy như vậy. Rồi mình tư duy về nghiệp quả của nghiệp, thưa quý vị. Mình nghĩ là mình ở đây là sư đầu đầu tiên phân tích về cái khía cạnh tư duy nha, để mình trấn áp nó tạm thời. Mình tư duy là khi mà mình nổi sân như vậy á, đầu tiên đó là khổ thân khổ tâm mình. Rồi nó đem đến cái nhân xấu, còn cái quả đau khổ cho mình. Trong khi mình là một người hiểu biết đạo, mình là một người cư sĩ cận sĩ nam cận sĩ nữ. À, tại sao mình lại cư mình có cái mình sân cái đối tượng như vậy? Đó là cái đầu tiên về tư duy. Và thứ hai á, là suy nghĩ là để cái vị á, trấn áp được cái gọi là cái tâm sân này á, thì quý vị phải giữ giới, nền tảng là giới. Quý vị giữ giữ giới những giới tốt á. Quý vị á, ăn chú vô giới thì cái việc mà cái người này là họ làm gì á, cái việc ít quan tâm á, cái sự an lạc của giới nó chấn áp được. Có một điều á mà sư nhớ sư thấy có thể cái vị này hiểu lầm nha, như vậy nói là trong trường hợp như vậy là thế nào để cho tâm sân không khởi lên nè. À, thì xin thưa quý vị, khi mà quý vị nói là khi một ngày nào đó, một ngày hiện tại đây quý vị còn là phàm phu, còn sống trong cõi dục này, còn những cái phiền não ngủ ngầm, bởi vì nói là tâm để cho tâm sân không khởi lên đó, thì xin thưa quý vị, ít nhất quý vị không phải là tắt thiền, quý vị tắt thiền chỉ chứ mình nói là không thể nào mà không khởi lên được. Có điều là sao, khi mình tu tập á, thiền quán thì Vipassana, mình hiểu được tâm mình thì mình hiểu cái phiền não như thế nào. Ví dụ nó hồi xưa cái đối tượng này mình, nào mình gặp mình dính mắc đối tượng này, mình phiền não đối tượng này. À, thì họ có những cái lời mà khiến cho mình bực mình đó, mình dính mắc thì mình phiền não họ 7 ngày. Sau đó mình có tu tập, mình có cái chánh tư duy, mình có tập giới, mình có tu tập định, mình có sự phát triển về tuệ, thì mình gặp đối tượng luôn, nhưng mà mình phiền não một ngày, từ 7 ngày xuống một ngày. Rồi sau đó từ một ngày mình gặp đối tượng này nữa, thí dụ đối tượng này ngay trong công ty bạn, quý vị các bạn có thể là gặp hàng ngày đi, đúng không? Rồi một ngày, thậm chí là sau đó là bực mình một tiếng, từ một tiếng nó giảm xuống nửa tiếng, và thậm chí đến một lúc quý vị tu tập mà thuần thục á, như sư nói đó, quý vị hiểu về nền, về nội tâm, hiểu về tâm sân mình đó. Thì xin thưa, thì khi mà quý vị hiểu về tâm sân mình thì lúc đó nó cũng có thể khởi lên, nhưng mà khởi lên trong tích tắc, đúng không? Còn nói mà để không cái nào khởi lên, thật khởi lên đó, thì sư nói vị có hai trường hợp thôi. Một là vị đắc thiền, nó thiền thế đó, thiền chỉ đó. Còn hai đứa vị là phải là thánh thôi, thánh mà thánh gọi là thánh thánh thứ ba nha, mới diệt được tâm sân. Cho nên mình phải hiểu đây là sư cố gắng giải thích cho mình sống một cách thoải mái nhất, chánh tư duy nha. Vì nghĩa là mình có sự tánh duy là mình đang còn sống trong cõi dục, mình là phàm phu, thì những cái phiền não muốn ngầm mình còn, thì cái tâm trạng thái tâm, những cái tâm sân, tâm tham, không chỉ tâm sân không, mà tâm tham luôn là tâm si nè, không, tâm đố kỵ nó vẫn còn, đúng không? Chính vì mình còn vậy đó, mình cần tu tập để mình hiểu nó, mình hiểu nó thì mình không xem nó là quan trọng, khi em không xem những trạng thái tâm này là quan trọng, đúng không? Thì mình quan sát nó thì nó có sự sanh diệt, có sự thay đổi. Chính vì như vậy đó, mình thấy nó thay đổi liên tục tục, à thì đâu có tội ta gì đâu, mà không có tội ta thì gì, thì mình sân với ông A làm gì, sân với ông B làm gì, sân với bà C làm gì. Cho nên cái tại sao mà Đức Hạnh Tuệ nói á, quý vị coi cho lời khuyên quý vị á, quý vị nên tham gia ít nhất khóa thiền hoặc là nghiên cứu về thiền để bị hiểu về nội tâm mình, thì quý vị mới mới gọi là hiểu về tâm sân mình, quý vị mà bớt phiền não đi, trong trường hợp này là như vậy. Thì cũng xin kết thúc phần trả lời của Cảm ơn Đại Đức Tuệ Tường. Sư nhắc một cái chi tiết á, mà Đại Đức Tuệ Tường có nhắc quý vị. Mà sư thì sư bổ sung để sư sợ quý vị hiểu sai ý của Đại Đức Tuệ Tường. Đó là tại sao mình quan trọng người ta như vậy. Nếu như giống như nãy nói, một cái người điên mà họ chửi mình có để ý không? Mà tại sao mình coi trọng người này? Tại vì mình coi trọng họ. Mình coi họ là cái gì đó, cho nên là
họ nói xỉa nó sóc mình thì mình mới tự ái. Nhưng mà cẩn trọng nha, đừng có hiểu sai ý nghĩa là mình cứ mỗi lần người ta nói mình coi cái thằng điên là nó khác nha, nó khác. Hoặc là như sư nói, có người nói là thôi gì nó chửi mình thì cứ coi như là chó cứ sủa thì người cứ đi thôi, nhưng mà coi chừng nha, đạo Phật không có kêu mình quán người ta là súc sanh nha, không có cái vụ mình quán người ta là loài bàn sanh, không có vụ đó nha. Cho nên là mình cẩn trọng, mình hiểu sai ý nghĩa của cái lời khuyên thì nó không có nên. Tại vì khi mà mình ví dụ như mình coi họ là người điên hoặc là mình coi họ là loài bàn sanh thì bản thân cái đó là mình đã có cái ngã mạn trong đó, để mình thấy mình là cái gì đó mà họ là cái gì đó, có cái ngã mạn trong đó. Cho nên cẩn trọng. Mà cái mà các sư muốn chia sẻ với quý vị là tại vì mình thấy người ta quan trọng và mình thấy mình quan trọng, cho nên cái lời nhận xét của người khác nó tổn thương tới mình. Suy nghĩ kỹ vấn đề này ha. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.